Rồi, ok, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Lại là Honda Shop bên mình đây. Rồi thì hôm nay mình sẽ review cũng như là test cho các bạn mẫu máy này nha các bạn nhé. Rồi ok, thì đây là một cái mẫu máy cầm tay khác. Khác với cái mẫu máy cầm tay bình thường mình hay làm nha. Các bạn nhìn để kỹ ở đây thì các bạn thấy phần này thì mình được thiết kế là mình làm nó nhỏ nhỏ gọn hơn. Và cái này thì nó sẽ có lực ấn hơn nha các bạn nhé. Đây, như các bạn có thể thấy này. Phần bộ điều khiển thì bình thường các bạn thấy nó sẽ nằm trên này. Rồi sau đó sẽ tới cái tay cầm đúng không? Nên rất là dài. Không, bộ này thì mình sẽ làm cho nó nhỏ gọn lại. Tức là bộ điều khiển mình sẽ để nó nằm ở phía dưới này luôn. Nhưng mà các bạn yên tâm nhé, cái phần nhiệt này này khi mà nó tản nhiệt lên thì nó cũng không làm hư hỏng, hư hao cái bộ điều khiển này đâu. Rồi đây. Đây nó sẽ có một cái tay cầm ngang các bạn nhé. Bình thường khi các bạn thấy thì nó sẽ là cái tay cầm dọc đứng lên đúng không? Nhưng mà không, mẫu này thì mình sẽ làm tay cầm ngang nhé. Tại vì cái này chủ yếu là cho những cái bạn nam á, chúng ta in trên pallet hoặc in trên gỗ mà cần cái độ độ ấn ấy, lực ấn nhiều á thì chúng ta sẽ thường sử dụng những cái mẫu máy này. Đó. Nó sẽ đảm bảo được cái lực ấn cho chúng ta hơn. Rồi thì hôm nay thì khách hàng người ta yêu cầu mình là test cho người ta cái logo này nhé. Đó. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi luôn. Máy này thì cũng chẳng còn gì để nói rồi. Các bạn nếu mà xem clip nhiều trên kênh mình thì cũng đã biết về cấu tạo của con máy này rồi. Đây, xung quanh của nó đây. Đây là mặt sau đít. Chúng ta sao mà sợi dây nguồn này chúng ta cắm ổ điện nhé. Mình sẽ nói sơ qua về phần chỉnh nhiệt độ nhé. Cái này chỉnh nhiệt độ thì các bạn cứ bấm nút xem một cái này thì cái dòng ở dưới nó sẽ chớp đó. Chúng ta sẽ chỉnh tăng ở đây, giảm ở đây, qua lại với các hàng đơn vị đó, tùy chúng ta. Sau khi xong rồi hết rồi thì các bạn nhấn nút xem lại cái nữa này đó, thì dòng dưới nó sẽ hết chớp và các bạn đợi dòng màu đỏ nhảy bằng dòng màu vàng ở dưới thì chúng ta sẽ in nhé. Cái này là do bắt bằng camera nên là nó sẽ thấy là hai số này chớp nha các bạn nhé, nhưng mà bình thường thì nó sẽ không chớp đâu. Rồi bây giờ mình sẽ in thử cho bạn coi luôn. Đây, do là máy cầm tay nhé nên là đẹp không đẹp là do cái tay của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ in thử này. Ok các bạn thấy. Đây nha, tất cả những cái nét nó đều ra hết rồi. Ở đây mình có in một cái mẫu trước thôi để đối xứng nha, các bạn thấy không? Cái này nó do mình nói rồi, nó in bằng tay nhá nên là đẹp hay không đẹp là do cái tay của chúng ta. Đó, các bạn thấy không? Bên này nếu mà tay chúng ta hơi gọi là hơi run tay thì nó sẽ bị lòe như vậy, hoặc không thì các bạn in mà góc nào đậm, góc nào nhạt tức là do cái tay của chúng ta. Ví dụ góc nào đậm thì bên đấy lực ấn hơi nhiều, còn nhạt thì bên đấy chưa có lực ấn xuống nên là nó sẽ làm cái logo của chúng ta không được đều, không được đẹp nhé. Còn cái này chúng ta in chuẩn thì nó sẽ ra, cứ ra như vậy thôi. Đây là logo của khách hàng người ta yêu cầu mình test người ta nhé, trên gỗ nhé. Rồi ok, đây mình nhìn lại một lần nữa này. Đây là máy. Rồi và bên mình á, lúc nào cũng vậy, sẽ luôn luôn nhé. Đó, mình sẽ để sẵn ở đây số điện thoại đây này, website và cũng như là email. Bạn nào cần thì cứ liên hệ cho ba cái số trên đây, hoặc không á, nhanh nhất thì các bạn cứ comment phía dưới cái clip này luôn nhé. Đó, các bạn muốn mua máy hoặc là thắc mắc cái gì thì bạn cứ comment, để vào comment phía dưới nhé, mình sẽ giải đáp và tư vấn cho các bạn. Rồi còn bây giờ thì clip này thì mình sẽ dừng ở đây thôi nha. Đừng quên bật lại like nhé, cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình, và nhớ bật vào cái chuông ấy để không bỏ lỡ mình tiếp theo nha. Khi nào mình có ra video khác thì nó sẽ thông báo liền cho các bạn luôn. Rồi ok, còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.